Hello mọi người, clip này thì mình sẽ làm về thanh kiếm Furisword, nhặt hòm, chém zombie các kiểu. Vâng, mình sẽ chém bênh mồm zombie, cũng phải chém gió như thế này. Các bạn có thể kiếm cây này trong cái map AI mới, đó chính là Lâu Lan Cổ Mộ. Vâng, nếu mà muốn chém được zombie thì mình cần phải nhặt hòm, chứ không phải là tự dưng có cái định luật zombie nó tự chạy vào mồm mình. Đấy, tuy là zombie không thể tự chạy vào mồm mình, nhưng mình có thể chạy vào mồm zombie. Ây rồi, úi dồi ôi. Vâng, anh mực fake hiếp được một con rồi, té rồi. Rồi, mực fake chết rồi. À không phải, nó bắn thằng khác. Rồi té, đi nhặt hòm cái đã. Bây giờ tay không bắt rằng thì không thể được. Rồi, hòm sau này. Mấy bọn kia không biết là nó đang nghĩ gì, nó đứng một chỗ. Vâng, những cái pha như đấy là những cái pha mà có thể ăn zombie một cách nhẹ nhàng và tình cảm nhất có thể. À, TMP, úi dồi ôi. Làm gì mà căng vậy? Đấy, anh kia chớp. Rồi, nạn nhân đầu tiên. Đấy, một bé HIV. Vãi nồi. Vâng, nạn nhân đấy chết quá sớm. Úi dồi, nó xả khói. Cái định mệnh, xả khói này. Cái tội làm ô nhiễm môi trường. Thế thôi. Đâu rồi? Ơ, hết à? Mới chém có hai con nên định mậy hết luôn. Thôi đổi súng đi cho nó có thể tăng đạn. Thôi khẩu súng kia mình bắn hết đạn khá nhiều rồi. Rồi. À, con lợn này mình chạy đâu? May chạy đâu phải con lợn này. Rồi thôi xong rồi. Nạn nhân tiếp theo. Con mồi béo bở Terminator. Cày. Vâng, mắc cày anh em ạ. Đấy, tiếp tục. Sao phải xoắn này? Úi dồi ôi, thằng nào cái thế? Vâng, bà Z đứng sau lưng nó cái như thần ý. Xem bố mày cái đi. Cái đi. Ô. Ô, chém vào đầu mà nó không vào đầu này. Hư cấu vậy. Cái cây này êm vào đầu hơi bị khó ấy. Úi dồi ôi, còn con cuối nữa thôi. Bạn ơi, bơi vào đây xem nào. Vâng, chạy đâu ấy? Vâng, chạy đâu ấy con lợn này? Ôi hết rồi, chạy đi đâu? Mày chạy đâu? Chơi liều luôn nhá. Chơi liều luôn. Ôi, thằng này nó nhát gan thế. Vâng, thấy kiếm đẹp quá mà. Anh em thấy cây kiếm này cũng sợ một phần ý. Tại vì cây này nó chém rất là mạnh. Mình cảm giác là deadblade nó cũng không phải là khá lâu. Nó cũng nhanh. Và cái tốc độ chém xuống của nó cực kỳ là mắc nhanh. Kiểu như là xẻng VIP ấy. Đấy, cái thanh kiếm này chơi kiểu như là xẻng VIP ấy. Nên mình rất là thích. Cái tầm chém nó cũng khá là rộng. Cút ra. Mệnh thế. Thế thôi. Mình té thôi. Mấy cái thằng mà chuyên là chặn đường thì tốt nhất là nên né nó ra. Kiểu vấp phải nó thì sẽ sấp mặt lờ. Ôi dù bẫy nhỉ. Cái phòng này. Đây rồi. Mực fake. Ơn rồi. Mực fake đây rồi. Cái định mệnh sao? Trận nào nó cũng làm giống bài ấy nhở. Đèn thế. Vâng, có hòm kìa. Thế mình sẽ đi lượm hòm. Đấy, TMP, TMP. Trời ơi, MG3 Legion. Chán thế. Gì đây? À, Rebecca VIP, ngon. Rồi, thôi xong rồi. Cái phòng lại nát nữa rồi. Bị tí xem nào. Cái thằng kia cái thằng nhanh quá. Mình phải ra sau này. Đấy, ra sau này cận chiến nó phê hơn anh em ạ. À, ê, lại tia chớp. Vì vậy, gì đây? Thích không? Tao thì sợ mày quá cơ. À, này thì Terminator này. Này thì Terminator. Tiếp theo. Rồi, Tokuda luôn. Vâng, cái thằng chuyên vết máng này. Tao sợ mày. Tao sợ mày quá, cũng thổi mất giáp. Hay lắm bạn này, lại đây, lại đây. Lại đây. Lại đây. Chơi liều luôn nhá. Chơi liều luôn. Một ăn tất. Một ăn tất. Rồi. Ảo lói các bạn thấy không ạ? Chém thường mắc ảo luôn ý. Và các bạn nếu mà chém đặc biệt mà mít thì có thể chuyển sang chém thường. Vâng, mọi người sẽ nằm xuống dưới chân bạn. Bạn thấy vi diệu không ạ? Vậy chắc không được top rồi, nãy giờ toàn nghịch ngu không à. Bắn thì không bắn mà toàn là chém giết dữ dội.
cái phòng này hơi bị ít dâm bài các bạn ạ. Thực sự là nó sao sao ấy, nó khó chịu. Thẩm du vừa vừa thôi các bạn ơi. Thẩm du như thế người ta cười vào mặt đấy. Chơi dâm bài cứ thẩm du không ạ. Rồi, rồi có cương thi. Lộc lắm rồi mới thấy cương thi ạ. Để chém thằng hủy diệt. Thôi, bỏ đi. Ui ôi, thằng kia đảo kìa. Kinh thế. Vâng, chắc là cái phòng này chơi zombie hơi bị ghê. Nên zombie nó không cào được. Chứ không phải là zombie gà. Đấy, rồi hai thằng nhấp nháy này. À đủ, từ từ thôi. Ghê vậy. Kinh thật, cái thằng HIV là mấy cái thằng như cũ này làm zombie. Bậy. Sao lại cho chúng nó làm zombie ấy nhở? MG3 lên gần. Trời ơi, mỗi khẩu súng mà mình không thích tí nào. Đi lấy khẩu khác nào. Tuy không thích nhưng có còn hơn không các bạn ạ. Rồi, bơ hết vào đây. Úi dồi ôi, HIVS. Vâng, nãy một lần rồi bạn chưa trừa à? Vâng, chưa trừa thì các bạn có thể lên đây và ăn thêm một đao nữa. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu con lợn này? Hay lắm, y tá. Mày được lắm, con lợn này. Bố mày nhớ mặt mày nhá. Thằng bố mày cận chiến sau. Thôi mất giáp rồi, không chơi được nữa. Té thôi. A hi hi. Té. 36 kế, chuồn là thượng sách. Vâng, chúng ta chuẩn bị có hero. Cái gì đấy? Sao lại tương bom vào mặt tao? Mày lên này con lợn này. Lên gì được? MG3 Legion nhá. Khó lắm bạn ơi. Số lượng đạn của mình mắc nhiều. Vâng, xả đến mùa quýt vẫn không hết. Cái thằng kia không cào cứ đè mình. Cái định mệnh nó nữa. Trời ơi, bom biết ngay mà. Cái thằng nó nấp phía dưới ý. Nó chờ nó đáp bom lên chân mình ý. Cũng lắm mưu nhiều kế. Nhưng cơ bản là không thành. Rồi, cái phế vật. Phế vật. Giờ hết rồi mà chả có hero này. Còn 3 thằng. Còn đúng 3 thằng anh em ạ. Khốn nạn thật đấy chứ. Đừng chán quá. Sao không lên cào thằng kia nhở? Tôi thấy mình cầm cây kiếm nó đẹp ý anh em ạ. Chứ còn cái con nhân vật thì nhân vật AOE không có liên quan. Vâng, cầm kiếm lấy top này. Trong khi toàn nghịch ngu. Chán thế. Vâng, top quá dễ dàng. À đủ mày quá. Cứ tưởng là mình làm giúp ai cơ. Im lặng nãy giờ. Sao lưng kia. Rồi xong rồi. Té thôi. 36 kế. Chuồn là thượng sách. Vâng, em không dám nghịch ngu với những cái lũ như vậy đâu. Ghê lắm. Đâu rồi. Gì đây, liếc cái gì. Bố mày té. Ơ hòm đâu rồi. Đợi hòm lâu thế. Rồi, úi dồi ôi, ở dưới kìa. Một mả zombie. Vâng, té rồi. Chúng ta sẽ đi lút hòm. Lút hòm tiếp tế. Lút hòm này cho nó gần đi. MG3 Phoenix là đéo nào. Đùa. Lại MG3. Bị mệnh nữa. Ê, chứ nhầm M249. M249, bắn luôn đi. Vâng, em không dám nghỉ ngu với thằng Tokuda đâu. Tại vì nó có hồi máu 2 lần. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Thì nhân dung non này. Chém loạn xa. Vâng, bố mày là nhất. Té thôi. Hài vãi cái thằng dung non. À có hero. Có hero rồi. Ôi dồi ôi. Cái địt mệnh. Vâng, ấn vào cái nút hero không kịp anh em ạ. Thế luôn ấy. Thách nồi. Có hero tính vào đây quay tay. Mệnh cho nó chán ấy. Mày hero rồi. Hero rồi. Ờ, một chạm nữa thôi. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Tớ đâu. Một chạm nữa thôi là nó đi rồi. Úi dồi ôi, để nó hero nó lên top rồi. Chán thế. Vâng, chỉ cần. Chỉ cần con hero có thể thay đổi tất cả. Cho nốt trận này mình sẽ nghỉ clip tại đây thôi. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Ơ, sao chạm một cái nữa thôi mà chạm cũng không được này. Úi dồi ôi, cái thằng kia mắc yếu á. Mình cào nó mắc yếu rồi. Bây giờ chỉ cần một chạm của thằng
cờ nữa thôi là nó tẩy. Không, dùm non nó cũng tẩy anh em ạ. Cơ bản một này nó sao cũng không chờ được nhỉ. Rồi, rồi. Chán đấy. Vâng, cái phòng thứ 3. Bye bye mọi người.